Bạch Thầy, thực tế bùa ngải có linh ứng và hiệu nghiệm không? Này muốn luyện bùa luyện ngải gì đây? Lần trước con nghe trên mạng thầy không được khỏe, hiện giờ thầy ra sao rồi? Dạ thưa cảm ơn. Quý vị, năm nay là năm con ngựa phải không? Con ngựa thì mình hay kêu là con mã. Thì bây giờ Pháp Hòa tạm dùng cái từ này để nói với đại chúng là Pháp Hòa coi vậy chứ tốt mã rã đám. Thì xin thưa đại chúng là ở trong nhà Phật á, không có xài bùa, không có dùng ngải. Bởi vì hễ cái gì mà bùa ngải, tức là nó có cái tính cách mê hoặc, làm cho người ta gì đó. Còn Phật giáo không có xài bùa xài ngải gì hết á. Bởi vì quý vị nhớ là Phật giáo là giáo dục cho chúng ta trở nên một con người sống có lành thiện. Cái đức nó chan hết tất cả. Thí dụ bây giờ mình có xài bùa cỡ nào, xài ngải cỡ nào rồi thì bùa ngải nó cũng hết. Mà hết bùa thì sao? Nó giống như là mình nghiện thuốc, nghiện gì ke vậy, nó hết chứ mình chịu không nổi. Cho nên mình cứ phải đi theo hoài. Và cái chỗ đó là không phải cái chỗ cứu cánh rốt ráo của người Phật tử. Cho nên ai muốn xài ngải thì cứ xài. Nhưng mà hỏi là phải của đạo Phật không? Thì không phải. Đạo Phật dạy cho mình sống bằng 8 con đường chân chánh. Chánh kiến là thấy đúng. Thấy đúng là có cái thấy đúng gọi là chánh kiến. Mà người thấy đúng thì nghĩ đúng, cho nên gọi là chánh tư duy. Mà có chánh, có thấy đúng, nghĩ đúng thì nói đúng, cho nên gọi là chánh ngữ. Thấy đúng, nghĩ đúng, nói đúng, hành động đúng gọi là chánh nghiệp. Siêng năng đúng là chánh tinh tấn. Cho nên cứ y theo cái bát chánh đạo đó mà tu á, thì khỏi cần xài bùa bát quái. Quý vị hay lấy cái bát quái quý vị trấn đó không? Thì nhà Phật dạy cho mình bát chánh đạo thì trấn hết tất cả. Một người mà sống có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh định, thì làm gì ai ghét họ được. Họ luôn luôn họ nói cái lời gì ra họ có quán chiếu. Không phải thấy người ta làm vậy mà rồi nghi ngờ, rồi nói sai nói quấy được. Phải suy nghĩ đúng trước khi nói. Còn có nhiều khi mình biết cái việc đó sai, mình cũng siêng lắm, nhưng mà siêng đi truyền cái sai. Cho nên gọi là tà tinh tấn thay vì chánh tinh tấn. Cho nên bát quái của nhà Phật á, để trấn cục đời, trấn nhội cái xui xẻo của mình là bát chánh đạo. Thay vì mình phải đi theo càng khảm cấn chấn tốn ly khôn đoài tám quẻ trong quẻ dịch. Nhà Phật dạy cho mình bát chánh đạo để mình tu. Mà mình có bát chánh đạo rồi thì không có lo. Không, thành thử ra trong nhà Phật không có bùa ngải. Còn nếu mình sợ bùa ngải, cứ tụng kinh niệm Phật. Cứ tụng kinh niệm Phật lâu ngày rồi, ngày nào mình cũng hành trì thì hộ pháp thiện thần gia hộ cho mình, không có gì hết. Cho nên là khỏi cần xài bùa. Mình bỏ bùa người ta, bùa với ngải thì có cái thấp cái cao. Mình bỏ bùa người ta, người ta bỏ bùa mình lại. Cho nên nhà Phật mình không có cần. Kính bạch thầy, cúng chuẩn tế, sự thật người chết có được hưởng phước không? Thì trước khi trả lời câu này, Pháp Hòa xin xác định là không phải là chuẩn mà là chẩn. Chẩn tế chứ không phải là chuẩn tế. Chữ chẩn này là cứu giúp. Chữ chẩn tế kia là cứu giúp người ta đói khổ, kêu là chẩn tế. Tế này là tế lễ cúng cho người ta được no đủ. Còn cái người nghèo trong đời này mà người ta đói, mình cho người ta ăn cho là chẩn bần. Vì ta nghèo trong hiện đời này, mình lấy tiền của cơm gạo mình cho người ta thì gọi là chẩn bần. Còn đối với người khuất mặt, mình không có bần, họ không có bần để mình cúng, biết ai bần ai gáy. Nhưng mà họ khổ về tâm linh, cho nên mình tế độ cho họ bằng cách làm một cái hình thức cúng này nè. Bởi vì linh á, thì nó có nhiều loại. Cô hồn có nhiều loại. Ví dụ như là có những người đi ghe đi thuyền người ta chết rồi không có ai cúng tế cho họ, họ trở thành một loài cô hồn đói khổ. Hay là vua chúa bây giờ hết ai thờ cúng,
họ cũng trở thành đói khổ. Cho nên cô hồn là những cái hồn cô quạnh, đói khổ, đói khổ cái giáo pháp để chuyển hóa tâm thức buồn phiền của họ. Thí dụ có những người người ta bị giết, có những người người ta bị hại, người ta oan ức, người ta không siêu được, người ta lẩn quẩn, thì người đó không phải đói cái cơm mà họ đói cái tha thứ, họ đói cái bao dung. Cho nên khi mình mượn cái lễ cúng đó, mình thuyết pháp cho người ta nghe, cái lễ cúng đó nó quan trọng đó. Tức là mình vừa thuyết pháp cho người ta mà vừa cúng tế cho người ta no đủ. Nhưng mà khi họ hưởng là hưởng bằng cái gì? Họ không ăn giống mình, mình để vô miệng mình nhai, mình nuốt thì gọi là đoàn thực. Đoàn tức là tròn. Mình ăn từng miếng tròn nhỏ nhỏ, mình nuốt kêu là đoàn thực. Nhưng mà người mất họ không có đoàn thực, họ ngửi gọi là xúc thực. Giống như hôm nào quý vị vô bếp, quý vị nấu nguyên ngày coi, nấu xong cái ra cái hỏi ăn không? Không, không ăn, no rồi. Hỏi sao no? Ngửi không no. Thấy không? Là mình xúc thực. Người chết họ đoàn thực. Rồi thí dụ như cái người mà họ chưa có quy y, họ chưa có hiểu giáo pháp, cái hồn linh, cái tâm thức, cái thần thức của họ lạc lõng, họ bơ vơ, cho nên gọi là vong linh. Còn người nào mà có quy y, có tu tập, thí dụ như bây giờ quý vị giữ năm giới đời này mà giữ chưa trọn, nhưng mà ít cũng có chút chút, cho gọi là hương linh. Tức là linh này nó có một chút hương của giới, của tu tập, cho là hương linh. Rồi người nào mà tu tới thập thiện, Bồ Tát giới hay là Sa Di giới, gọi là chân linh. Chân linh tức là cái linh này bây giờ nó đi vào con đường chân chánh. Còn đối với các vị thầy lớn mà thọ tỳ kheo rồi thì gọi là giác linh. Còn mình chỗ nào cũng có hết chú linh tinh. Vậy thì họ hưởng này, họ hưởng cái gì? Họ hưởng là do cái sự khai mở tâm thức của mình đối với họ. Ví dụ như bây giờ á, mình trong đời sống hiện tại đây, hay là những người đã mất á, họ chưa có buông xả, mình nhờ cái lễ đó mình thuyết cho người ta nghe về cái vô thường, về cái buông xả, về cái thay đổi, cho mình họ nghe như vậy đó, họ phát tâm, họ phát tâm, họ xả bỏ những cái oán thù trong đời này cho họ hướng tại Phật. Cũng giống như mình đi khuyên một người trong xã hội vậy đó, người nào bạn thân của mình biết người ta chấp trước, mình tới mình khuyên làm sao cho người đó xả bỏ những cái chấp trước, tự nhiên họ xả rồi cái tâm thức họ nhẹ nhàng, họ thoải mái, họ ăn được, họ ngủ ngon vậy đó. Cho nên chẩn tế chứ không phải là chủng tế. Chẩn tế đó là đem cái tâm từ bi tế độ của họ qua cái cách là thuyết cho họ, họ pháp cho họ nghe, cúng tế cho họ no đủ. Kính bạch thầy, con là một Phật tử ngộ đạo, cũng biết đi chùa hiếu thảo với cha mẹ, nhưng sao đời con luôn cứ khổ hoài. Suốt 21 năm khổ với gia đình, mà trong nhà Phật thường bảo hiếu thảo đứng đầu, làm sao để giải thoát nghiệp, xin thầy từ bi chỉ dạy. Kính thưa đại chúng, ở trong cuộc sống của mình á, thì Đức Phật luôn luôn dạy chúng ta là hiếu. Chữ hiếu có nghĩa là chúng ta sống mà chúng ta đối tốt với nhau thì gọi là hiếu, hay chúng ta gọi là hảo. Nhưng mà mình hay nghĩ là con thì hiếu với cha mẹ. Nhưng mà nếu mình hiểu sâu á, thì cha mẹ cũng có thể hiếu với con. Bởi vì chữ hiếu có nghĩa là chúng ta đối tốt với nhau. Thí dụ như bây giờ mình làm cha mẹ mà được con cái thương chăm sóc, thì cha mẹ cũng nên thương con cái là bớt khó dễ. Rồi đôi khi mình vì thương con mà mình cũng nhịn người con rể. Đôi khi mình thương con trai, mình nhịn dâu. Cuộc sống là cái cuộc sống của cái sự có nhường, có nhịn. Mình phải nhịn, mình mới nhường được. Giống như bây giờ Pháp Hòa đấy, Pháp Hòa nhịn ăn, nhường phần ăn cho anh đó. Thì mình phải có nhịn mới có nhường, mới có dư để nhường chứ. Thành thử ra mình nó cứ căng, thì quý vị cứ tưởng tượng một sợi dây mà hai người căng thì có ngày nó đứt. Một bên thẳng, một bên dùng. Cả hai cùng thẳng, cả hai mà thẳng sẽ cùng đứt dây. Quý vị nhớ ông Gandhi á, có một hôm ông bước lên chiếc xe lửa thì ông làm rớt một chiếc giày.
thì ông mới lột cái chiếc giày còn lại, ông vứt trở lại cái chỗ rớt đó. Thì người ta mới hỏi, ủa tại sao ông làm như vậy? Thì ông mới nói rằng, nếu tôi giữ chiếc giày, tôi cũng không có con chiếc tôi mang sao được. Mà cái người kia lượm một chiếc giày rồi họ cũng đâu có mang được. Thôi đằng nào tôi cũng làm rớt rồi, thôi tôi giục lại luôn chiếc nữa, lỡ lượm được, lượm hai chiếc mang cho nó đỡ. Thật sự cái đó là cái sống của Gandhi. Thì mình cũng vậy. Có đôi khi á, mình dành cái phần đó của mình, nhưng mà rốt cuộc cũng có phần nữa. Cho nên bí cấp võ lâm là phải lượm nguyên cuốn. Lượm có nửa cuốn về luyện tẩu quả nhập ma chết. Cho nên xưa nay là tứ củ âm chân kinh mà chia làm 9 phần, mà mỗi người giữ 1 phần là võ lâm sóng gió. Không, thật sự ra mình muốn trọn vẹn thì ở đây cũng vậy. Thôi thì bây giờ á, mình nghĩ rằng tất cả là cái nghiệp của mình, phải không? Đó là cái nhìn sơ cơ mới bước đầu. Bây giờ quý vị tập nhìn chút nữa đi, nhìn xa chút nữa. Dùng mình á, hồi đầu mình nhìn như vậy là mình nhìn bằng con mắt của thiên nhãn thôi. Quý vị có nhớ mình có 5 con mắt không? Nhục nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn, huệ nhãn, Phật nhãn. Nếu mình nhìn một cái người nào đó làm khổ mình, ông là yêu tinh báo đời tôi, hay là con cái nó là yêu tinh nó báo đời tôi, thì cứ vậy hoài thì cũng chả cũng nấu ăn cho con, nhưng mà khổ lắm, tại vừa nấu vừa chửi, vừa nấu vừa phiền. Thì cái đó là cái nhìn nhục nhãn. Mà nhục nhãn là nhãn nhục, mà ăn nhiều nhãn nhục nóng lắm. Giờ mình đưa cái nhìn mình lên cao chút, thiên nhãn. Nghiệp chấp nhận trả. Giờ bây giờ mình đưa cái nhìn mình xa chút nữa đi, pháp nhãn. Bây giờ không còn là nghiệp nữa mà là nguyện. Tôi mà không ở trong cái vị trí này đó, người đàn bà khác vô chịu không nổi đâu. Thôi để tôi nguyện tôi chịu đời ổng nha. Hay là tôi nguyện tôi chịu đời, tôi chịu cái sự khó khăn của cha của mẹ. Mình không thấy là nghiệp nữa, mà mình thấy tất cả là nguyện. Mà khi mình nguyện làm rồi thì mình làm sao hết lòng và làm thoải mái hơn. Cho nên tất cả các thứ là do mình biết nhìn, đưa cái nhìn của mình nó ở cái mức độ tu tập nào thì mình sẽ nhẹ nhàng biết đó. Cho nên nếu mình nhìn bằng nhục nhãn thì mình thấy ai cũng sai hết á, không có thấy ai đúng hết á. Còn mình nhìn bằng thiên nhãn, bằng pháp nhãn, bằng tuệ nhãn, bằng phật nhãn thì tự nhiên mọi việc nó sẽ nhẹ nhàng và nó dễ chịu hơn. Cho bây giờ đó, mỗi một lần mà mình chăm sóc cho cha mẹ thì mình biết rằng á, nếu hiện đời thì mình thọ cái ơn sanh thành. Còn nếu mình nói về nghiệp của nhiều đời thì có thể mình là ân oán với nhau, cho nên đời này mới gặp nhau. Thì đối với mình thì mình tu tập, mình cầu nguyện. Cầu nguyện đây tức là mình tâm niệm. Đây là những cái điều mà mình cần phải đối diện mỗi ngày, cho nên mình sẽ cố gắng mình chuyển hóa. Còn nếu mà là cha mẹ được con cái chăm sóc thì quý vị nên mừng và thấy cái phước của mình, thì đừng có khó dễ với con, để cho các con phải buồn khổ vì cái sự chăm sóc của mình. Ở xứ này mà con cái chăm sóc cho mình là cả một cái khó khăn, bởi vì ai cũng có gia đình, có công ăn, việc làm, thời giờ rất là hiếm quý. Cho nên được lo cho mình thì mình cũng thấy đó là còn cái phước của mình còn lại. Cho nên phước là gì? Phước là có những điều kiện mà chúng ta nhận ra được. Có nhiều người người ta sướng mà ta đâu có biết. Sướng mà không biết thì là không có phước. Thí dụ như trong khi mình đói mà có ăn là có phước đó. Thì đừng có chê ngon dở, mà cứ chê riết đó là hết phước. Mà khi hết phước rồi là không có mà ăn nữa, chứ ở đó mà ngon với dở. Quý vị hiểu ý vậy đó. Cho nên phước là gì? Là cái tâm niệm khi mình biết nhận ra những điều kiện mà mình đang có. Ví dụ như quý vị vô hội trường này, có cái ghế ngồi là có phước rồi, thấy không? Mà sợ là không có ghế ngồi, mình ngồi đất thì nó đau lưng, thí dụ vậy đó. Trong khi mình lạnh mà có được một cái áo, dù nó không hết lạnh nhưng mà nó làm cho mình đỡ lạnh là phước rồi.
Cho nên phước là gì? Là cái điều kiện mà chúng ta biết nhận ra. Vậy thôi, chứ còn bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như bây giờ xăng nó mắc, nhưng mà cũng có phước còn xăng để đổ, để mà xài xe. Chứ sợ nhiều khi có tiền mà không có xăng cho mình dùng nữa là khổ. Cho nên cái vấn đề, cái phước là chúng ta có biết nhận ra là mình là người có phước không? Nếu biết nhận ra là người có phước thì phải ráng tu phước thêm nữa. Chơi cứ quán đi, còn phước để lo cho cha mẹ. Có nhiều khi có những người, người ta muốn có cha mẹ để chăm sóc mà cha mẹ quá vãng sớm quá. Cũng giống như trường hợp là Pháp Hòa, ông bà ngoại Pháp Hòa mất hồi ông bà ngoại Pháp Hòa còn rất trẻ, chỉ mới có 50 mấy tuổi thôi. Thì bây giờ thỉnh thoảng Pháp Hòa cũng nghe mẹ Pháp Hòa nói hồi đó mình nghèo, không có tiền lo thuốc men cho cha mẹ, thì cha mẹ mình mất. Bây giờ mình qua đây rồi, mình cũng có chút ít, mình muốn giúp đỡ cho cha mẹ, tiền thuốc men cũng không được cơ hội, phải không? Thành thử ra cái đó là do mình quán chiếu. Rồi giờ ngược lại cha mẹ quán chiếu nè, hàng trăm hàng ngàn những cha mẹ khác không được con cái chăm sóc, tôi cũng còn chút phước, con cái chăm sóc cho mình, thôi tôi nó cho gì tôi vui mừng cái đấy, phải không? Tiếng Anh nó nói là nếu mình mong mỏi những gì mà không được thì hãy vui lòng với những gì mình đang có. Như vậy thì mình sẽ thoải mái hơn, và từ đó cái phước mình nó dài hơn. Chứ còn mình mà không biết nhận ra cái phước thì cứ la rầy, cứ bực bội thì cái phước mình nó mau gì? Nó mau hết. Cũng giống như là mình có một tô nước nè, cầm đi mà cẩn thận thì tô nước sẽ an lành không có đổ. Mà cầm tô nước mà vừa đi vừa múa vừa nhảy thì lát cái tô nước này nó hết. Thì phước của mình nó chỉ tô này thôi. Đi chậm rãi thì phước nó còn lâu, mà đi hấp tấp thì phước nó hết. Thì qua tạm ví dụ như vậy. Cuộc sống này là một cuộc sống biết dấn thân, biết thông cảm thì nó mới làm nên cuộc sống. Người ta chăm sóc cho mình mà mình thiếu thông cảm cho người thì riết cho lâu ngày cái không ai còn thông cảm mình được nữa. Cho nên quý vị để ý cái đó. À, kính thưa thầy, cho con hỏi làm thế nào để tâm mình được an và không nóng nảy với người khác. Có một cái anh đó, ảnh nói với một vị thầy là ba mẹ con sanh ra vốn con nóng như vậy đó. Thì ông thầy đó, ông nói vậy là ông nói oan cho cha mẹ. Cái nóng hay cái nguội của mình đó, dĩ nhiên là nó có cái chủng tử, cái hạt giống. Nhưng mà cũng do mình tưới cái hạt giống đó thường trong hàng ngày, cho nên cái nóng nảy đó mới thường khởi. Bây giờ cái người nào mà thường nóng nảy đó, thì bây giờ mình bao nhiêu lần mình nóng rồi, và mình thấy rằng mỗi một lần mình nóng, mình nói đó, sau đó rồi mình được cái gì? Rồi bây giờ mình phải quán chiếu là những lúc mình có thể nhịn được một lần và mình đã được cái gì. Và mình sẽ thấy rõ hai cái mình nhận được. Khi mình nóng mình nói thì thường là đổ vỡ, và sau đó mình hối hận, mình thấy mình lố bịch đủ thứ hết, vậy mà mình vẫn không thay đổi. Tức là mình biết mà mình không làm. Cho nên có một vị thiền sư mới nói, tại sao con chó nó có Phật tánh mà nó lại chui vào cái đải lông đó mà nó sống? Thì ông thầy trả lời là vì biết mà cố phạm. Chúng ta biết chúng ta nóng, biết không chưa đủ, cho nên ngộ đạo chưa đủ mà phải tu đạo mới chứng đạo. Còn người ngộ đạo chỉ mới thấy đạo thôi mà. Kiến đạo, ngộ đạo, phải tu đạo mới chứng đạo. Còn không thì chúng ta chỉ thấy mà chúng ta không làm. Cho nên cái đó nó không có mang lại kết quả. Mình muốn tâm mình an thì mình phải tập. Mỗi tối mình phải ngồi thiền, phải tụng kinh. Tụng kinh để làm gì? Để cho cái lời kinh đó nó giúp cho mình an định khoảng nửa tiếng đó. Lâu ngày cái tâm mình nó thấm nhuần, cái tự nhiên mình sẽ bớt nóng. Mình muốn hết nóng mà không bao giờ mình làm cái gì để mình hết nóng, mà cứ muốn không chưa được. Phải không? Không thể được. Người muốn cái này thì bắt buộc phải hy sinh cái khác.
Thí dụ như bây giờ nói là tôi muốn tu thì phải bỏ bớt những cái tật lặt nhỏ nhỏ của mình. Tôi muốn có tịnh tâm, bớt nghe chuyện thị phi thì cái tâm mình nó tịnh. Còn ngày nào cũng nghe chuyện tốt xấu của người này người kia hoài thì mình tịnh đâu có nổi. Cho nên buộc lòng là phải có một pháp tu. Muốn tịnh tâm thì phải tập ngồi thiền, niệm Phật, tụng kinh. Quý vị cứ tụng kinh đi, ngày nào cũng tụng thời kinh 30 phút, ngày nào cũng tụng. Từ từ cái lời kinh đó sẽ giúp cho mình rất là nhiều. Ngày nào nó cũng vậy. Quý vị biết mình tụng kinh một ngày đâu có thuộc, phải tụng riết nó mới thuộc. Trong kinh Phật nói như thế này: như khéo như mái nhà khéo lọt, mưa không thể lọt vào. Cũng vậy, người khéo tu tham dục không dễ khởi. Như mái nhà vụn lợp, mưa ắt sẽ lọt vào. Cũng vậy, người không tu não phiền sẽ mang đến. Như vậy thì mình muốn được cái này thì buộc lòng mình phải thực hiện những cái bước mà mình thực hiện, mình muốn thành tựu. Muốn làm thầy tu mà sợ cạo đầu, sợ ăn chay, sợ mặc áo thì làm sao làm thầy tu được. Biết rằng chiếc áo không làm nên thầy tu, nhưng mà thầy tu không thể thiếu chiếc áo. Tụng kinh không phải để thành Phật, nhưng muốn thành Phật không thể thiếu tụng kinh. Tại vì có tụng kinh thì kinh chữ đó nó mới rơi rớt trào trong cái tâm thức của mình, thì từ từ mình mới thấm nhuần được. Cho nên cứ tụng kinh, ngồi thiền và niệm Phật, ngày nào cũng giữ như vậy một thời gian tâm mình nó định. Một ly nước mà cứ khuấy hoài thì làm sao nước nó định? Nước muốn yên thì phải để cho nó định. Muốn nước sôi thì phải để yên nó một hồi thì nó mới nguội. Nước dù sôi cỡ nào nhưng quý vị để nó yên một hồi thì nước sẽ nguội. Cho nên trên bàn thờ Phật có ly nước. Ly nước là tượng trưng cho cái định, cái lắng, cái trong. Cái đèn là tượng trưng cho trí tuệ. Hương là tượng trưng cho giới. Người có giữ giới thì tâm sẽ an tịnh. Người có an tịnh thì trí tuệ sẽ phát. Để trên bàn thờ ba món đó có nghĩa là mình hãy để ba cái giáo pháp giới định tuệ ngay trong cuộc sống của mình, thì tự nhiên mình an định cái bàn thờ. Cho nên bàn thờ của nhà Phật không có nghĩa là làm cái bàn thờ để cho Phật phù hộ mình, mà những vật dụng trên bàn thờ đó là biểu tượng. Kể từ giờ phút này mình cũng sẽ sắp xếp giới định tuệ trong cuộc sống của mình, để cuộc sống của mình nó an ổn hơn, giống như cái bàn thờ mà mình chuẩn bị. Đó là chưa nói hoa, chưa nói quả, nói ba thứ trước: giới, định tuệ. Cho nên cúng Phật cúng nước lọc. Nước lọc là tượng trưng cho sự trong sạch, sự nguội lạnh, sự lắng xuống. Mình muốn an tịnh, mình muốn bớt nóng nảy thì mình phải có phương pháp làm sao cho tâm mình tịnh. Chẳng hạn như mình mỗi lần mình nóng mình hay nói bậy, mà nói bậy thì con người mình, người ta xong cái mình ốt dột, mình hối hận, mình thấy mình kỳ cục. Mình biết lần nào cũng kỳ ra cả cục, để lâu ngày ra cả ký ha, mà mình cứ kỳ cục. Rồi người ta lâu ngày rồi người ta không có muốn nói chuyện với mình, người ta không có tới gần mình, thì cái kỳ cục mình nó tăng. Người thường mà hay bị bỏ rơi là người hay bị phiền muộn. Cho nên á, quý vị chịu khó về nghe lại cái bài kinh Đức Phật dạy là kinh Tư Lượng. Nếu mà quý vị muốn nghe cái bài Pháp Hòa nói chuyện á, thì quý vị tìm cái bài gọi là quán chiếu để mà thay đổi con người mình. Nói về cái bài kinh này Phật dạy rất là hay, làm sao để mình có thể mình chuyển hóa những cái tâm thức của mình. Hôm nay con rất vui là được gặp lại thầy. Trong thầy khỏe, con rất mừng. Con có một câu hỏi xin thầy giải đáp. Bà ngoại con năm nay đã gần 90 tuổi nhưng không thích đi chùa,
không chịu niệm Phật, xin thầy chỉ giùm con có cách nào để khuyến khích bà ngoại chịu đi chùa, ăn chay và niệm Phật. Cái này cũng phải để ý lại. Nếu bà ngoại không đi chùa, không niệm Phật, nhưng mà hàng ngày cái cách sống của bà ngoại ra làm sao? Bà ngoại có sống hiền lành, sống có mẫu mực thì nhiều khi khỏi niệm Phật mà bà đã lành, đã thiện. Có nhiều người niệm Phật nhiều mà khó chịu cũng khó chịu, đi chùa nhiều mà cũng chua à. Nhiều khi quên bỏ cái dấu vô cái đó thành chua. Thành thử ra mình đi chùa, niệm Phật, tụng kinh là tốt. Nhưng mà đôi khi mình phải nhìn lại, nhiều khi có những người ta không đi chùa, ta không niệm Phật, nhưng mà ta dễ chịu hơn người đi chùa niệm Phật thì sao? Cho mình phải để ý cái đó. Còn nếu như mình thấy rõ ràng cái nghiệp của bà, tánh tình cũng không dễ thương mà cũng không có chịu gì hết, thì đây là cái nghiệp. Nhà Phật nói đó là cái chướng. Nhiều khi mình muốn tu mà có nhiều cái chướng nó tới, nó làm mình tu không được. Phong và ví dụ như thế này: muốn tụng kinh mà mỗi lần cầm lên cuốn kinh cái bắt đầu nó ngủ gục, nó buồn ngủ, nó ngáp dữ dội đó. Mà hãy bỏ cuốn kinh xuống, cất cái áo tràng đó, nó tỉnh. Nó lạ vậy đó. Mà coi phim Tàu đó, hết tập này cái hỏi còn nữa không bay. Mà hãy mà vô mà tụng kinh là cứ ngồi coi còn mấy trang nữa. Phim Tàu mà coi là hỏi còn nữa không. Mà tụng kinh thì hiểu chừng nào hết, chừng nào xong. Cái đó đó, cái đó gọi là cái pháp chướng. Pháp chướng tức là những cái hoàn cảnh, những cái gì đó nó đến với mình. Còn mà buồn ngủ trong khi mình tu á, thì gọi là hôn trầm chướng. Còn có nhiều người không có hôn trầm nhưng mà ngồi yên, vô ngồi tụng kinh bắt đầu nó ngứa mặt, ngứa mũi, tay chân nó làm sao, rồi tâm tư nó bồi hồi. Cái đó gọi là gì? Trạo cử chướng. Cho nên chướng nó có nhiều cái chi tiết. Bây giờ muốn hết những cái chướng này á, phải sám hối. Mỗi ngày thắp hương lại Phật, cầu Phật, Bồ Tát, chư vị thiện thần hộ pháp gia hộ cho con tiêu trừ nghiệp chướng, pháp chướng và tất cả các chướng. Có nhiều người không gì hết mà hãy chuẩn bị vô chùa tu một ngày là bắt đầu bệnh, nhức đầu sổ mũi, về nhà hết, bệnh chướng. Cho nên chướng nó có nhiều thứ lắm á. Rồi có nhiều người vô chùa muốn tu, muốn làm công quả, hay là ở nhà cũng vậy. Nhưng mà vô trong chùa xong rồi là hết giận người này tới giận người kia, có đây là phiền não chướng. Cho nên mình nhiều chướng lắm, chứ không phải một đâu. Mà không có người nào thành tựu một cái gì mà dễ dàng hết. Nhưng mà chúng ta là người học Phật á, chúng ta không có vì những cái chướng mà chúng ta dừng bước. Xin thưa đại chúng là hồi nãy trước khi ra đây á, tự nhiên Phóng Hòa nó đau từ ở cái phía sau lưng, mà nó đau hết cả cái người, mà giống như ai mà lấy cây mà làm mình khó chịu lắm. Mấy vị Phật tử nói: thầy có sao không? Phóng Hòa nói: giờ rồi sao? Má lỡ lấy tiền rồi phải đi hát chứ. Phóng Hòa mới chọc quý vị, Phóng Hòa mới nói: ta nhận show rồi mà giờ show tới giờ rồi ca sĩ đâu được bệnh. Nhưng mà nó lạ một cái điều, mà không phải đây là lần đầu, nhiều lần lắm. Ở dưới đó là bệnh lên bệnh xuống, khó chịu vô cùng. Mà hãy bước lên trên này ngồi rồi là bao nhiêu cái bệnh tật gì là giống như nó không còn nhớ, không còn gì hết. Nó khỏe bình thường. Quý vị biết cái đó là gì không? Cái đó là chúng ta gọi là vượt chướng. Mình biết nó là chướng nhưng không để nó làm chủ mình. Mình phải vượt chướng. Giống như nói: con tụng kinh buồn ngủ, ráng niệm nữa nó hết buồn. Mình cứ chiều nó riết á, thì nó làm sao? Nó làm tới. Nó làm tới rồi cả đời mình tu không có tiến bộ, bị bao nhiêu cái chướng nó làm quấy mình. Cho nên thế nào gọi là ma?
Ma nói tắt, nói đủ là Mara. Người Trung Hoa người ta không nói được chữ R cho nên ta âm là Mala. Nhưng mà đúng cái tiếng Phạn là Mara. Mara nghĩa là gì? Nghĩa là cái gì nó ngăn cản mình, làm cho mình không tiến được cái bước đường đi của mình là chướng hết. Nhưng mà cái gì nó trước mặt mình dẹp được, cái đó gọi là chướng ngại. Còn nó ẩn tàng bên trong làm cho mình bực bội không tiến được là chướng nạn. Hai cái nó khác. Chướng ngại là trước mặt. Thí dụ cái ghế nó cản mình, mình nói cái này nó chướng ngại quá, dọn nó qua bên. Nhưng mà bữa nay có cái người đó đi chùa không? Có người đó, tôi ở nhà. Thì cái người đó trở thành cái chướng nạn của mình, chứ không phải là chướng ngại nữa. Người ta vẫn đi chùa bình thường, mà tại sao mình vì người đó mình không đi được? Là cái người đó trở thành ra một cái chướng ngại cho mình, cái chướng nạn của mình. Cho nên mình phải biết chướng để mình vượt chướng. Cho nên quý vị nào mà có người thân mà chưa phát tâm tu đó, thì quý vị mỗi ngày tụng kinh lại Phật hồi hướng cho người đó. Có nhiều khi cái vị đó bị một cái nghiệp. Có nhiều người á, nghe pháp nghe không được. Có nhiều người nghe nửa tiếng đồng hồ thôi mà cảm thấy nó cái gì nó dài thấp thầm. Còn có nhiều người, người ta nghe ngày nghe đêm mà người ta nghe không có chán. Cho nên không phải là dễ đâu. Pháp Hòa định là sẽ nói cho quý vị một cái buổi là trong kinh Phật nói, có nhiều khi mình muốn tu mà có cái gì đó nó cản trở, nó làm cái đường tu mình không có tới được. Cho nên nó bỏ cái dấu huyền vô, cái nó thành tù. Không? Cho nên mình biết là tất cả trong đời này, mỗi chúng ta đều có một cái chướng của mình. Nếu chúng ta không có nghiệp, chúng ta không có sanh ở cõi này. Vì cõi này được kết tụ bằng nghiệp. Còn chư Phật, chư Bồ Tát ở cõi này là bằng cái nguyện. Các ngài nguyện, các ngài mới tới. Còn mình là do nghiệp mà có mặt. Bệnh lên, bệnh xuống. Bệnh gì không có nặng, nhưng mà cứ rề rề bệnh hoài. Muốn làm gì cũng không được. Là một dạng. Cho nên sám hối. Pháp Hòa hay ví dụ, sám hối giống như là mình ăn cơm mà có canh vậy đó. Bữa cơm nào cũng có chén canh cho dễ nuốt. Không cần biết mình tu cái gì, mình bố mình là ngồi thiền, mình tụng kinh, mình tu cái gì cũng vậy mà phải sám hối. Bởi vì sám cái bất cứ muốn thăng tiến cái gì mà cái nghiệp nó cản trở rồi là thăng tiến không được. Cho nên sám hối để nó tiêu nghiệp thì đường mình đi nó mới thênh thang được. Cho người thân của mình cũng là một dạng nghiệp, cho cố gắng hồi hướng cho bà. Không, bên cạnh đó quán chiếu coi hàng ngày bà sống làm sao. Mặc dù bà không có tụng kinh, bà không đi chùa, nhưng mà có thể bà có những cái hạnh sống mà mình phải học. Cái đó thì phải nói cả hai. Xin Thầy chỉ bảo cho con, bà ngoại của con đã mất trên 20 năm rồi, mà lâu lâu con nằm mơ về bà, thấy toàn những chuyện xấu và những điều rất buồn. Con nghĩ bà chưa siêu thoát, con phải làm gì? Ở trong kinh Đức Phật có nói đó, nếu mà mình thấy người thân của mình mất lâu rồi mà thỉnh thoảng cứ về, mà trong nhất kim bao đó mình gặp cái người đó nhiều cái cảnh khổ, thì mình biết là người đó chưa siêu thoát. Và tại sao trong gia đình không ai thấy mà chỉ có mình? Vì mình có duyên với người đó, mình nói người đó mới nghe. Cho nên quý vị nên lên chùa thỉnh một quyển kinh Địa Tạng về, quý vị thường xuyên trì kinh Địa Tạng hồi hướng cho người đó, có kết quả lớn lắm. Và Pháp Hòa đã kinh nghiệm nhiều ở trong cái việc này, đối với những Phật tử mà có người thân chưa siêu. Cho mình tụng kinh, nhưng mà quý vị nhớ là không phải mình tụng mà người ta siêu đâu nha. Tại sao phải tụng kinh cho người chết? Bởi vì cái người mất đó, đó họ còn nhiều cái vướng mắc, cái chấp trước, mà bây giờ mình chưa đủ lời lẽ để nói cho họ nghe. Cho nên mình mượn quyển kinh, mình tụng, tức là mình thuyết, mượn lời của Phật thuyết cho người ta nghe, để người ta phát cái tâm. Cho nên tại sao bà Thanh Đề ở dưới địa ngục mà ngày một kiền liên cứu không được?
Bởi vì Ngài một Kiền Liên chỉ có một mình thôi, lực không đủ. Nhưng mà chư phải nhờ tới lực của chư Tăng, và đồng thời tâm bà phải tự phát, hết tham mới được. Quý vị tụng trong Kinh Vu Lan, quý vị nhớ không? Đem cơm xuống đưa cho bà, mà bà lấy cái tay trái bà che, bà sợ quỷ khác nó ăn. Rồi bà lấy cái tay phải bà bóc. Cho nên cái tâm niệm đó là cái tâm niệm gì? Cái tâm niệm của tham. Mà tham thì nhất định sẽ phần lửa, cho nên cơm hóa lửa. Lửa đó là lửa tham. Trong Kinh Vu Lan nói cái ý nghĩa đó, cái ý nghĩa là khi con người mà tham rồi là một ngọn lửa nó thiêu đốt mình. Cho dù có ăn được chén cơm đó, nhưng mà chén cơm đó ăn mà bằng cái tâm ích kỷ nhỏ nhoi thì nó hiếm hoi lắm, nó không có đủ no. Quý vị để ý, trong cái cảnh nghèo đói mà mình có một miếng bánh mà chia nhau coi, mặc dù đói hết, không ai no hết á, nhưng mà rất là vui, tại vì thấy được cái tình với nhau lúc đó mà không có gì trở ngại. Đến khi no đủ rồi mà giành giật với nhau lại có chiến tranh, tại vì lúc đó cái tâm tham đó nó làm một cái ngọn lửa. Ở đây có ai coi phim Tây Du Ký chưa? Quý vị có nhớ cái đoạn mà ông trưởng lão hòa thượng vì mê cái y của Ngài Huyền Trang mà biểu đệ tử đốt nhà thiêu sống thầy trò Huyền Trang đó để mà chiếm cái y đó, nhớ cái đoạn đó không? Thì cái đoạn đó ý nói muốn nói cái gì? Cái y đó lẽ ra là cái y nhu hòa nhẫn nhục, mà mình không thấy được cái y đó, mà mình chỉ thấy được cái giá trị vật chất của cái y là bằng gấm, bằng lụa, bằng vàng gì đó, cho nên mình muốn chiếm hữu. Cho nên cuối cùng ông hòa thượng đó đó, ông tham cho nên ông phải kết giao với lại yêu quái. Mà yêu quái là tượng trưng cho cái gì? Cái xấu. Một khi tâm tham mà khởi lên là mình kết bạn với cái xấu. Cuối cùng ông hòa thượng chết bằng cái gì? Chết bằng một cái ngọn lửa nó, cái cây đó nó ngã xuống, nó đốt ông chết. Thì cái ý nghĩa trong cái đoạn phim Tây Du Ký đó là để nói lên rằng người tu đến bậc trưởng lão chưa giải quyết được cái tham thì cũng còn khổ đau mà nó đốt mình như thường. Cho nên cái người thân của mình khi họ xả bỏ được cái tâm chấp trước phiền não thì tự họ siêu. Cho nên chữ siêu là vậy. Không phải mình tụng mà người ta siêu, mà chính lời khai thị của mình làm cho người ta nhẹ nhàng mà người ta siêu. Cho nên đó, nếu mà ai mà bị ma nhập đó, không có thầy bùa thầy pháp nào nhốt họ được đâu. Bởi vì chẳng qua là cái nội công của mình hơn họ, mình nhốt họ. Nhưng mà ở trong cái bình đó nó hận thù, nó tiếp tục nó ngay. Đem vô trong chùa không có giải gì hết đó. Khuyên thôi. Thôi bây giờ á, quý vị đã mất rồi, quý vị đừng có theo cái người này nữa. Cái xác của người ta mình mượn đâu có dùng được cái gì đâu. Họ chấp nhận, họ buông xả, tự họ siêu. Người đó khỏe, họ không theo. Giống như hai bên mà hận thù với nhau, trừ khi nào tâm họ xả bỏ cho nhau thì họ mới không kiếm chuyện với nhau nữa. Không thôi là họ bằng mặt mà không bằng lòng, rồi mai mửa họ kiếm nhau nữa. Cho nên không sao đâu, tụng kinh đi, mượn kinh Địa Tạng về tụng. Pháp Hòa kể cho quý vị nghe, cái này là chuyện có thật. Ở bên Canada, Pháp Hòa có một cái gia đình đó, thì cái cô này mẹ cũng mất, cô tụng Địa Tạng. Tụng xong 49 ngày kinh Địa Tạng thì một đêm nọ cô nằm chiêm bao, cô nghe tiếng của một người đàn bà. Cô ơi cô giúp giùm tôi với, tôi tên đó đó, đọc nguyên cái tên ra. Cô giật mình, cô mới nói, ủa, mình đâu có quen ai tên này, mà bây giờ người ta nhờ mình. Thôi kệ đi, mình tụng thời kinh mình hồi hướng cho người đó, đâu có mất mát gì, hồi hướng cho họ. Bẵng thời gian sau thì cô nằm chiếc bao, cô lại nghe người khác kêu cứu bằng cái tên khác, mà liên tục 5-7 người vậy đó. Cô cũng cứ làm, cứ cầu nguyện cho họ qua cái kinh Địa Tạng. Khi mà cô trở về Việt Nam, cô vô thăm nghĩa trang của mẹ cô đó, thì cô nhìn xung quanh cô té ngửa. Thì ra những người mà cô đọc tên mấy tháng nay ở bên Canada này đó, toàn là mấy cái mộ xung quanh đó, ở bên Canada. Vì vậy những người đó, đó họ thấy được cái bà cụ này được người con độ, cho nên họ mới nhờ mình. Cho nên quý vị biết khi mình tụng kinh đó, mình có cái câu cuối cùng, quý vị nhớ không? Âm siêu dương thới đó. Cho nên tụng kinh đó,
nó có một cái lực hay vô cùng, mà tại mình chưa nhận ra cho nên không thấy. Mà quý vị để ý coi, có một tôn giáo nào mà không có lễ nghi tụng niệm không? Không có. Tôn giáo nào không có, ngoài giáo lý còn có cái phần tụng niệm. Cho nên mình phải vì người thân mình. Bây giờ quý vị thăm bệnh đó, quý vị nấu ăn cho người bệnh, thay vì trong khi quý vị nấu, quý vị nói chuyện này chuyện kia đó, quý vị đem cái tâm niệm an lành vô chú nguyện rồi đó. Cho quý vị hay đem lên chùa, thầy thầy con mới mua cái sâu chuỗi, nhờ thầy chú nguyện giùm con. Con mới mua cái đồ treo tượng trong xe, thầy chú nguyện giùm con. Thì quý thầy chú gì trong đó, chú thím gì trong đó, cái chú của quý thầy là gì? Ngày hôm qua đó, Pháp Hòa gặp một cái em bệnh, em cái tâm thần em nó không có được an. Thì khi mà em gặp Pháp Hòa thì em mới quỳ xuống cho em, Pháp Hòa mới bắt cái tay của em. Thì trong khi bắt cái tay như vậy thì Pháp Hòa đem hết cái năng lượng bình an của mình truyền cho em. Thì quý vị thấy là em ngồi đó, cái em cầm cái tay Pháp Hòa, cái em cũng bắt đầu nhắm mắt lại. Em nhắm mắt lại một hồi, cái tự nhiên nó lấy cái bàn tay thứ gì nó chồng lên cái tay Pháp Hòa. Pháp Hòa có làm gì đâu, nhưng mà trong khi đó mình đem cả cái tâm từ bi, cái niệm an lành của mình gửi cho nó cảm nhận được. Nó cảm nhận được. Chứ Pháp Hòa có buồn ngãi gì đâu, nhưng mà cái buồn ngãi của mình mà an toàn nhất cho mình chính là cái tấm lòng từ bi, cái lòng từ bi của mình gửi cho họ. Đó, ngày hôm qua mới buổi chiều ngày hôm qua, thì khi mà em bắt tay và em Pháp Hòa với, trong cái tâm thiện của mình, mình thương nó bằng cả trái tim của mình và mình muốn cầu nguyện cho em nó tiêu bệnh, thì nó cảm nhận được. Nó để cái tay một hồi, nó chồng cái tay thứ hai nó lên cái bàn tay Pháp Hòa. Đó, nó như vậy. Xin Thầy hoan hỷ giải đáp cho con. Có một lúc con mua gạo mà có nhiều con mọt, và khi vo gạo thì làm cho mọt chết nhiều. Như vậy con có tội sát sanh không? Cái này phải hỏi mọt chứ sao hỏi. Thì kính thưa đại chúng, như thế này nè. Thật ra trong cuộc sống của mình á, mình muốn hoàn toàn không sát sanh khó lắm. Ngay cả mình đi đường, quý vị lái xe từ vừa di nhà, từ những cái tiểu bang khác tới đây buổi chiều nay, là trên đường đi chắc cũng mớ rồi đó. Những cái con mình kêu con gì? Thiêu thân hay con bùa hóng gì đó, nó nhào vô những cánh lửa đó. Trong cuộc sống của mình mà nói là mình hoàn toàn không sát sinh thì không thể được. Nhưng mà có điều là có những cái mình làm mà mình không có hoàn toàn không khởi cái tâm ác. Bây giờ nếu như mình biết cái bao gạo đó có mọt á, lỡ vo một lần, mình có cách nữa là bưng cái bao gạo đó đem để ngoài sân. Để Pháp Hòa thưa đại chúng là có một hôm đó, Pháp Hòa ghé cái nhà dưỡng lão thăm mấy bà cụ của người Á Đông mình, thì mấy cô trong bếp mới nói là tụi con phát hiện là gạo tụi con mua hơi nhiều rồi, nó nóng quá, nó xanh mọt. Pháp Hòa mới nói thôi bây giờ đó, đem ra ngoài bỏ thì tiếc, bị gì con mọt mà đối với mình thì đâu có cái gì đâu mà ăn không được. Đem ra để ngoài sân cắt miệng bao đi, rồi nó có cái không gian đó, rồi nó bò ra. Thì cứ từ từ để vậy, cái là nó bò sạch hết trơn nó đi. Nhưng mà có những cái gì mình làm được thì mình làm, còn có những cái mình làm không được thì mình đành chịu. Cũng giống như Pháp Hòa nói, nếu mà một lúc nào đó người ta phát hiện là có một số gà vịt ở trong một cái farm đó, nó đang chứa những cái chất độc trong người nó, mà người con người ăn vô là con người chết, thì chính phủ phải ra lệnh là đem hết cái gà vịt của cái farm đó giết hết. Mình đâu có chủ trương là giết để mà mình vui sướng gì, nhưng mà vì cứu vãn một cái tình thế nào đó thì mình buộc lòng phải hy sinh, mình phải buộc lòng có lỗi với những cái con vật khác. Thì trong cuộc sống thì chúng ta hoàn toàn không có tự chủ được cái gì mà gọi là 100%. Thôi thì cứ nhớ là cái gì mà chúng ta làm không khởi bằng cái tâm niệm ác xấu của mình thì có đó tạm được. Cũng giống như bây giờ quý vị ở cái quốc độ này nè, quý vị đâu có muốn đi làm ở cái chỗ đó đâu, nhưng mà vì cuộc sống thì mình đâu có tự chủ được, thì phải chấp nhận thôi. Nhưng mà mình biết là mình làm vì cuộc sống, và mình cố gắng
mình đừng có dính vào đó. Bởi vì một người khổ rồi mà thêm mình nữa, cái ca hai, thấy không? Cho nên mình tự mình phải ý thức cái điều đó thôi. Là Phật tử ăn cơm rượu có được không? Ăn mà có xỉn không? Không xỉn thì không sao, ăn cho tiêu cơm. Có một Phật tử gửi thư hỏi vậy nè: thầy ơi, bây giờ giới thứ năm không cho uống rượu mà con uống bia được không? À, không cho đánh bài mà lâu lâu con đánh được không? Lâu lâu đánh mà đánh từ sáng tới chiều, đánh cho sạch túi là cái đó mệt lắm đó. Thật sự ra cái giới thứ năm là chỉ muốn nhắc nhở chúng ta là đừng để chúng ta đi tới cái nghiền, cái nghiện ngập. Như đó, nếu vậy con chơi mà con không nghiền, không có phải đâu, mình chưa phải là thánh. Thấy không? Cứ một điếu, một điếu, một điếu, lâu ngày nó liều một đám. Liều một đám là làm một điếu đó. Cứ mình cứ làm một điếu riết là nó liều một đám đó. Cho nên không có tập cho nghiền. Đừng có, Đức Phật dạy đó, đạo lực chưa thâm là không được thử. Chứ cái gì mình biết nó là xấu đừng dính vô. Tại vì dính vô là được, mà mở ra thì khó. Thấy không? Cho mình nhớ vậy đó, một giọt nước mà tích hoài thì nó cũng sẽ đầy lên. Chơi một ván bài rồi sẽ có ngày mình dính nó nhiều hơn nữa. Cho nên cẩn thận vậy thôi. Và quý vị nhớ, mình tu mình giữ được giới nào là lợi cho mình, lợi cho gia đình, xã hội, chứ không phải lợi cho Phật. Kính bạch thầy, con có một thắc mắc. Vì con có nghe một vị thầy nói rằng cúng giỗ cho một người nữ thì phải sụt lại 2 ngày, nghĩa là cúng trước 2 ngày, có phải như vậy không thưa thầy? Cái này là hoàn toàn no idea. Bây giờ cúng giỗ mà sụt 2 ngày, cúng cho một người nữ sụt 2 ngày thì thôi, bây giờ hôm nào mấy cô lên chùa đó, Pháp Hòa sẽ nói cô là người nữ, thôi nhớ ăn sau 2 ngày nghe không? Được không? Chịu không? Không có chuyện đó được. Pháp Hòa nói cái câu này rồi đại chúng thấy nè. Biểu thấy mà tắt đèn lấy gì thấy ta? Chữ Nho có câu như thế này: âm dương vô nhị lý, sanh tử hữu thù đồ. Cái lý của cõi âm và cõi dương nó không có hai, nhưng mà về cái mặt đối xử với âm dương nó có khác. Mặc dù cái lý là không sai, cho nên cúng giỗ cũng giống như mình tưởng nhớ cái người đó thôi. Sinh nhật thì muốn ăn đúng ngày, mà cúng giỗ sụt làm sao? Chứ không có chuyện đó. Mà lời này lần đầu tiên Pháp Hòa nghe đó. Nhưng mà xin thưa với đại chúng là những cái, Pháp Hòa không có dám nói tới ai, nhưng mà những cái hình thức như vậy đó, chúng ta gọi là tà kiến. Cúng giỗ nó không nằm trong giáo lý của đạo Phật, nó là phong tục tập quán văn hóa của người Á Đông. Người Á Đông quan niệm không có quan trọng ngày sống, mà phải quan trọng và nhớ nghĩ đến ngày mất. Cho nên hồi xưa người Á Đông không có sinh nhật. Bây giờ mình qua đây mình mới hấp thụ phương Tây là mình ăn sinh nhật, chứ ngày xưa không có ăn sinh nhật, chỉ có ăn giỗ thôi. Ăn giỗ thôi, không ăn sinh nhật. Nhưng mà tại sao mình cúng giỗ? Bởi vì luôn luôn chúng ta muốn nuôi dưỡng con cháu, không bao giờ quên ông bà tổ tiên nguồn cội. Cho nên chúng ta cúng không phải là ông bà nào về ăn, mình không biết, mình không thấy. Nhưng mà nó nói lên rằng cái cúng này nó sẽ nuôi dưỡng được thế hệ này tới thế hệ khác, nguồn cội không mất. Nuôi cái đó đó, dưỡng cái đó. Và đặc biệt là đạo Phật đi đến quốc độ nào thì cũng không bao giờ chống bán lại với những cái truyền thống của đất nước đó, mà ngược lại biết hòa nhập và làm cho cái văn hóa, cái truyền thống nó giàu có hơn.
Thí dụ như hồi xưa mình cúng dỗ, mình đâu có tụng kinh, thắp nhang khấn thôi. Hôm nay ngày mấy tháng mấy, chúng con là gia đình thứ mấy đó, nhớ dỗ của ba, ngày ba mất, chúng con có chút ít hương hoa lễ phẩm, cơm canh bánh trái, mời ba về hưởng dụng chứng tấm lòng hiếu thảo của cháu con, rồi rót trà xong nó lại bốn lại. Bây giờ đạo Phật hòa nhập vô cái đạo Phật thêm chút nữa, tụng thời kinh. Ảnh đâu có chịu tụng kinh, nhưng mà ảnh nghe nó cúng dỗ tụng kinh cho có phước, cái ảnh tụng cái phước ông bà mà phước luôn của ảnh. Chơi cái người mà họ mất á, mình mời thầy tới tụng kinh, tụng cho người đó siêu, nhưng mà đồng thời làm siêu luôn cả người thân còn sống. Chữ siêu là gì? Siêu cái phiền não, siêu cái chấp trước, siêu cái khổ đau. Mà một khi siêu phiền não, siêu chấp trước, siêu khổ đau thì người đó có an không? An, cho nên gọi là cầu an. Cho nên an với siêu là một chuyện, là một chứ không có hai. Và Hòa nói ví dụ bây giờ quý vị gửi giấy lên nhờ thầy tụng cầu an, mà thầy lỡ thầy tụng cầu siêu, ngồi ở dưới giận ông thầy á. Giận là bất an, mà bất an là trật cái nghĩa của xin cầu an. Xin cầu an mà thầy tụng trật mà mình vẫn an, mình mới thật là cầu an. Nghe siêu phiền não không có giận. Bà đó ông thầy nói, nguyện hương linh trực vãng Tây Ninh. Bà nói thầy ơi, thầy có tụng lộn không? Thường thường con nghe nó đi Tây Phương mà. Ông thầy nói có 2000 mà được đi Tây Phương. Cho nên là quý thưa quý vị là không có cái chuyện đó. Mà nếu mà ai đó nói với mình như thế này nè, ở nhà không được tụng kinh Địa Tạng, tại vì kinh Địa Tạng là tụng cho người âm, mà tụng như vậy là mình chiêu âm về nhà dữ lắm, không dám tụng kinh là trật. Người nào nói cái đó cho mình đó, đó là tà kiến. Mà bây giờ làm sao mình phân định tà với chánh để mình biết đây? Không học Phật sao lấy gì biết? Chứ phải học Phật mình mới biết được. Kính thưa thầy, cho con hỏi làm thế nào để tâm mình được an và không nóng nảy với người khác. Có một cái anh đó đó, ảnh nói với một vị thầy là ba mẹ con sanh ra vốn con nóng như vậy đó. Thì ông thầy đó, ông nói vậy là ông nói oan cho cha mẹ. Cái nóng hay cái nguội của mình đó, dĩ nhiên là nó có cái chủng tử, cái hạt giống. Nhưng mà cũng do mình tưới cái hạt giống đó thường trong hàng ngày, cho nên cái nóng nảy đó mới thường khởi. Bây giờ cái người nào mà thường nóng nảy đó, thì bây giờ mình bao nhiêu lần mình nóng rồi, và mình thấy rằng mỗi một lần mình nóng, mình nói đó, sau đó rồi mình được cái gì? Rồi bây giờ mình phải quán chiếu là những lúc mình có thể nhịn được một lần và mình đã được cái gì. Và mình sẽ thấy rõ hai cái mình nhận được. Khi mình nóng mình nói thì thường là đổ vỡ. Và sau đó mình hối hận, mình thấy mình lố bịch đủ thứ hết. Vậy mà mình vẫn không thay đổi. Tức là mình biết mà mình không làm. Cho nên có một vị thiền sư mới nói, tại sao con chó nó có Phật tánh mà nó lại chui vào cái đải lông đó mà nó sống? Thì ông thầy trả lời là vì biết mà cố phạm. Chúng ta biết chúng ta nóng, biết không chưa đủ. Cho nên ngộ đạo chưa đủ, mà phải tu đạo mới chứng đạo. Còn người ngộ đạo chỉ mới thấy đạo thôi mà. Kiến đạo, ngộ đạo, phải tu đạo mới chứng đạo. Còn không thì chúng ta chỉ thấy mà chúng ta không làm. Cho nên cái đó nó không có mang lại kết quả. Mình muốn tâm mình an thì mình phải tập. Mỗi tối mình phải ngồi thiền, phải tụng kinh. Tụng kinh để làm gì? Để cho cái lời kinh đó nó giúp cho mình an định khoảng nửa tiếng đó. Lâu ngày cái tâm mình nó thấm nhuần, cái tự nhiên mình sẽ bớt nóng. Mình muốn hết nóng mà không bao giờ
mình làm cái gì để mình hết nóng mà cứ muốn không, chưa được. Phải không? Không thể được. Người muốn cái này thì bắt buộc phải hy sinh cái khác. Thí dụ như bây giờ nói là tôi muốn tu thì phải bỏ bớt những cái tật lặt nhỏ nhỏ của mình. Tôi muốn có tịnh tâm, bớt nghe chuyện thị phi thì cái tâm mình nó tịnh. Còn ngày nào cũng nghe chuyện tốt xấu của người này người kia hoài thì mình tịnh đâu có nổi. Cho nên buộc lòng là phải có một pháp tu. Muốn tịnh tâm thì phải tập ngồi thiền, niệm Phật, tụng kinh. Quý vị cứ tụng kinh đi. Ngày nào cũng tụng thời kinh 30 phút. Ngày nào cũng tụng. Từ từ cái lời kinh đó sẽ giúp cho mình rất là nhiều. Ngày nào nó cũng vậy. Quý vị biết mình tụng kinh một ngày đâu có thuộc. Phải tụng riết nó mới thuộc. Trong kinh Phật nói như thế này: như khéo như mái nhà khéo lọt, mưa không thể lọt vào. Cũng vậy, người khéo tu tham dục không dễ khởi. Như mái nhà vụn lợp, mưa ắt sẽ lọt vào. Cũng vậy, người không tu não phiền sẽ mang đến. Như vậy thì mình muốn được cái này thì buộc lòng mình phải thực hiện những cái bước mà mình thực hiện, mình muốn thành tựu. Muốn làm thầy tu mà sợ cạo đầu, sợ ăn chay, sợ mặc áo thì làm sao làm thầy tu được. Biết rằng chiếc áo không làm nên thầy tu, nhưng mà thầy tu không thể thiếu chiếc áo. Tụng kinh không phải để thành Phật, nhưng muốn thành Phật không thể thiếu tụng kinh. Tại vì có tụng kinh thì kinh chữ đó nó mới rơi rớt trào trong cái tâm thức của mình, thì từ từ mình mới thấm nhuần được. Cho nên cứ tụng kinh, ngồi thiền và niệm Phật, ngày nào cũng giữ như vậy một thời gian tâm mình nó định. Một ly nước mà cứ khuấy hoài thì làm sao nước nó định. Nước muốn yên thì phải để cho nó định. Muốn nước sôi thì phải để yên nó một hồi thì nó mới nguội. Nước dù sôi cỡ nào nhưng quý vị để nó yên một hồi thì nước sẽ nguội. Cho nên trên bàn thờ Phật có ly nước. Ly nước là tượng trưng cho cái định, cái lắng, cái trong. Cái đèn là tượng trưng cho trí tuệ. Hương là tượng trưng cho giới. Người có giữ giới thì tâm sẽ an tịnh. Người có an tịnh thì trí tuệ sẽ phát. Để trên bàn thờ ba món đó có nghĩa là mình hãy để ba cái giáo pháp giới định tuệ ngay trong cuộc sống của mình thì tự nhiên mình an định cái bàn thờ. Cho nên bàn thờ của nhà Phật không có nghĩa là làm cái bàn thờ để cho Phật phù hộ mình, mà những vật dụng trên bàn thờ đó là biểu tượng. Kể từ giờ phút này mình cũng sẽ sắp xếp giới định tuệ trong cuộc sống của mình để cuộc sống của mình nó an ổn hơn, giống như cái bàn thờ mà mình chuẩn bị. Đó là chưa nói hoa, chưa nói quả, nói ba thứ trước: giới, định tuệ. Cho nên cúng Phật cúng nước lọc. Nước lọc là tượng trưng cho sự trong sạch, sự nguội lạnh, sự lắng xuống. Mình muốn an tịnh, mình muốn bớt nóng nảy thì mình phải có phương pháp làm sao cho tâm mình tịnh. Chẳng hạn như mình mỗi lần mình nóng mình hay nói bậy, mà nói bậy thì con người mình, người ta xong cái mình ốt dột, mình hối hận, mình thấy mình kỳ cục. Mình biết lần nào cũng kỳ ra cả cục, để lâu ngày ra cả ký ha, mà mình cứ kỳ cục. Rồi người ta lâu ngày rồi người ta không có muốn nói chuyện với mình, người ta không có tới gần mình thì cái kỳ cục mình nó tăng. Người thường mà hay bị bỏ rơi là người hay bị phiền muộn. Cho nên á, quý vị chịu khó về nghe lại cái bài kinh Đức Phật dạy là kinh Tư Lượng. Nếu mà quý vị muốn nghe cái bài Pháp Hòa nói chuyện á, thì quý vị tìm cái bài gọi là quán chiếu để mà thay đổi con người mình. Nói về cái bài kinh này Phật dạy rất là hay, làm sao để mình có thể mình chuyển hóa những cái tâm thức của mình. Hôm nay con rất vui là được gặp lại thầy. Trong thầy khỏe,
con rất mừng. Con có một câu hỏi xin thầy giải đáp. Bà ngoại con năm nay đã gần 90 tuổi nhưng không thích đi chùa, không chịu niệm Phật. Xin thầy chỉ giùm con có cách nào để khuyến khích bà ngoại chịu đi chùa, ăn chay và niệm Phật. Cái này cũng phải để ý lại. Nếu bà ngoại không đi chùa, không niệm Phật, nhưng mà hàng ngày cái cách sống của bà ngoại ra làm sao? Bà ngoại có sống hiền lành, sống có mẫu mực, thì nhiều khi khỏi niệm Phật mà bà đã lành đã thiện. Có nhiều người niệm Phật nhiều mà khó chịu cũng khó chịu, đi chùa nhiều mà cũng chua à. Nhiều khi quên bỏ cái dấu vô cái đó thành chua. Thành thử ra mình đi chùa, niệm Phật, tụng kinh là tốt. Nhưng mà đôi khi mình phải nhìn lại. Nhiều khi có những người ta không đi chùa, ta không niệm Phật, nhưng mà ta dễ chịu hơn người đi chùa niệm Phật thì sao? Thì mình phải để ý cái đó. Còn nếu như mình thấy rõ ràng cái nghiệp của bà, tánh tình cũng không dễ thương mà cũng không có chịu gì hết, thì đây là cái nghiệp. Nhà Phật nói đó là cái chướng. Nhiều khi mình muốn tu mà có nhiều cái chướng nó tới, nó làm mình tu không được. Phong và ví dụ như thế này, muốn tụng kinh mà mỗi lần cầm lên cuốn kinh cái bắt đầu nó ngủ gục, nó buồn ngủ, nó ngáp dữ dội đó. Mà hãy bỏ cuốn kinh xuống, cất cái áo tràng nó tỉnh. Nó lạ vậy đó. Mà coi phim Tàu hết tập này cái hỏi còn nữa không bay. Mà hãy mà vô mà tụng kinh là cứ ngồi coi còn mấy trang nữa. Phim Tàu mà coi là hỏi còn nữa không. Mà tụng kinh thì hiểu chừng nào hết, chừng nào xong. Cái đó, cái đó gọi là cái pháp chướng. Pháp chướng tức là những cái hoàn cảnh, những cái gì đó nó đến với mình. Còn mà buồn ngủ trong khi mình tu thì gọi là hôn trầm chướng. Còn có nhiều người không có hôn trầm nhưng mà ngồi yên, vô ngồi tụng kinh bắt đầu nó ngứa mặt, ngứa mũi, tay chân nó làm sao, rồi tâm tư nó bồi hồi. Cái đó gọi là gì? Trạo cử chướng. Cho nên chướng nó có nhiều cái chi tiết. Bây giờ muốn hết những cái chướng này á, phải sám hối. Mỗi ngày thắp hương lại Phật, cầu Phật, Bồ Tát, chư vị thiện thần hộ pháp gia hộ cho con tiêu trừ nghiệp chướng, pháp chướng và tất cả các chướng. Có nhiều người không gì hết mà hãy chuẩn bị vô chùa tu một ngày là bắt đầu bệnh, nhức đầu sổ mũi, về nhà hết, bệnh chướng. Cho nên chướng nó có nhiều thứ lắm á. Rồi có nhiều người vô chùa muốn tu, muốn làm công quả, hay là ở nhà cũng vậy. Nhưng mà vô trong chùa xong rồi là hết giận người này tới giận người kia, có đây là phiền não chướng. Cho nên mình nhiều chướng lắm, chứ không phải một đâu. Mà không có người nào thành tựu một cái gì mà dễ dàng hết. Nhưng mà chúng ta là người học Phật á, chúng ta không có vì những cái chướng mà chúng ta dừng bước. Xin thưa đại chúng là hồi nãy trước khi ra đây á, tự nhiên Pháp Hòa nó đau từ ở cái phía sau lưng, mà nó đau hết cả cái người, mà giống như ai mà lấy cây mà làm mình khó chịu lắm. Mấy vị Phật tử nói thầy có sao không? Pháp Hòa nói giờ rồi sao. Má lỡ lấy tiền rồi phải đi hát chứ. Pháp Hòa mới chọc quý vị, Pháp Hòa mới nói ta nhận show rồi mà giờ show tới giờ rồi ca sĩ đâu được bệnh. Nhưng mà nó lạ một cái điều, mà không phải đây là lần đầu, nhiều lần lắm. Ở dưới đó là bệnh lên bệnh xuống khó chịu vô cùng, mà hãy bước lên trên này ngồi rồi là bao nhiêu cái bệnh tật gì là giống như nó không còn nhớ, không còn gì hết. Nó khỏe bình thường. Quý vị biết cái đó là gì không? Cái đó là chúng ta gọi là vượt chướng. Mình biết nó là chướng nhưng không để nó làm chủ mình. Mình phải vượt chướng. Giống như nói con tụng kinh buồn ngủ, ráng niệm nữa nó hết buồn. Mình cứ chiều nó riết á thì nó làm sao? Nó lầm tới.
Nó làm tới rồi cả đời mình tu không có tiến bộ, bị bao nhiêu cái chướng nó làm quấy mình. Cho nên thế nào gọi là ma? Ma nói tắt, nói đủ là ma ra. Người Trung Hoa người ta không nói được chữ R, cho nên ta âm là ma la. Nhưng mà đúng cái tiếng Phạn là ma ra. Ma ra nghĩa là gì? Nghĩa là cái gì nó ngăn cản mình, làm cho mình không tiến được cái bước đường đi của mình là chưa hết. Nhưng mà cái gì nó trước mặt mình dẹp được, cái đó gọi là chướng ngại. Còn nó ẩn tàng bên trong làm cho mình bực bội không tiến được là chướng nạn. Hai cái nó khác. Chướng ngại là trước mặt, thí dụ cái ghế nó cản mình, mình nói cái này nó chướng ngại quá, dọn nó qua bên. Nhưng mà bữa nay có cái người đó đi chùa không? Có người đó tu ở nhà, thì cái người đó trở thành cái chướng nạn của mình, chứ không phải là chướng ngại nữa. Người ta vẫn đi chùa bình thường, mà tại sao mình vì người đó mình không đi được? Là cái người đó trở thành ra một cái chướng ngại cho mình, cái chướng nạn của mình. Cho nên mình phải biết chướng để mình vượt chướng. Cho nên quý vị nào mà có người thân mà chưa phát tâm tu đó, thì quý vị mỗi ngày tụng kinh lại Phật hồi hướng cho người đó. Có nhiều khi cái vị đó bị một cái nghiệp. Có nhiều người á, nghe pháp nghe không được. Có nhiều người nghe nửa tiếng đồng hồ thôi mà cảm thấy nó cái gì nó dài thấp thầm. Còn có nhiều người, người ta nghe ngày nghe đêm mà người ta nghe không có chán. Cho nên không phải là dễ đâu. Pháp Hòa định là sẽ nói cho quý vị một cái buổi là trong kinh Phật nói, có nhiều khi mình muốn tu mà có cái gì đó nó cản trở, nó làm cái đường tu mình không có tới được. Cho nên nó bỏ cái dấu huyền vô cái nó thành tù. Không? Cho nên mình biết là tất cả trong đời này, mỗi chúng ta đều có một cái chướng của mình. Nếu chúng ta không có nghiệp, chúng ta không có sanh ở cõi này. Vì cõi này được kết tụ bằng nghiệp. Còn chư Phật, chư Bồ Tát ở cõi này là bằng cái nguyện. Các ngài nguyện, các ngài mới tới. Còn mình là do nghiệp mà có mặt. Bệnh lên, bệnh xuống. Bệnh gì không có nặng, nhưng mà cứ rề rề bệnh hoài. Muốn làm gì cũng không được. Là một dạng. Cho nên sám hối. Pháp Hòa hay ví dụ, sám hối giống như là mình ăn cơm mà có canh vậy đó. Bữa cơm nào cũng có chén canh cho dễ nuốt. Không cần biết mình tu cái gì, mình bố, mình là ngồi thiền, mình tụng kinh, mình tu cái gì cũng vậy, mà phải sám hối. Bởi vì sám, cái bất cứ muốn thăng tiến cái gì mà cái nghiệp nó cản trở rồi là thăng tiến không được. Cho nên sám hối để nó tiêu nghiệp, thì đường mình đi nó mới thênh thang được. Cho người thân của mình cũng là một dạng nghiệp, cho cố gắng hồi hướng cho bà. Thấy không? Bên cạnh đó quán chiếu coi hàng ngày bà sống làm sao. Mặc dù bà không có tụng kinh, bà không đi chùa, nhưng mà có thể bà có những cái hạnh sống mà mình phải học. Cái đó thì phải nói cả hai. Xin Thầy chỉ bảo cho con, bà ngoại của con đã mất trên 20 năm rồi, mà lâu lâu con nằm mơ về bà, thấy toàn những chuyện xấu và những điều rất buồn. Con nghĩ bà chưa siêu thoát, con phải làm gì? Ở trong kinh Đức Phật có nói đó, nếu mà mình thấy người thân của mình mất lâu rồi mà thỉnh thoảng cứ về, mà trong giấc chiêm bao đó mình gặp cái người đó nhiều cái cảnh khổ, thì mình biết là người đó chưa siêu thoát. Và tại sao trong gia đình không ai thấy mà chỉ có mình? Vì mình có duyên với người đó, mình nói người đó mới nghe. Cho nên quý vị nên lên chùa thỉnh một quyển kinh Địa Tạng về, quý vị thường xuyên trì kinh Địa Tạng hồi hướng cho người, có kết quả lớn lắm. Và Pháp Hòa đã kinh nghiệm nhiều ở trong cái việc này, đối với những Phật tử mà có người thân chưa siêu. Cho mình tụng kinh, nhưng mà quý vị nhớ là không phải mình tụng mà người ta siêu đâu nha. Tại sao phải tụng kinh cho người chết? Bởi vì cái người mất đó, đó họ còn nhiều cái vướng mắc, cái chấp trước, mà bây giờ mình chưa đủ lời lẽ để nói cho họ nghe. Cho nên mình mượn quyển kinh mình tụng, tức là mình thuyết, mượn lời của Phật thuyết cho người ta nghe, để người ta phát cái tâm.
Cho nên tại sao bà Thanh Đề ở dưới địa ngục mà Ngài Mục Kiền Liên cứu không được? Bởi vì Ngài Mục Kiền Liên chỉ có một mình thôi, lực không đủ. Nhưng mà chư phải nhờ tới lực của chư Tăng, và đồng thời tâm bà phải tự phát hết tham mới được. Quý vị tụng trong Kinh Vu Lan, quý vị nhớ không? Đem cơm xuống đưa cho bà, mà bà lấy cái tay trái bà che, bà sợ quỷ khác nó ăn. Rồi bà lấy cái tay phải bà bóc. Cho nên cái tâm niệm đó là cái tâm niệm gì? Cái tâm niệm của tham. Mà tham thì nhất định sẽ phần lửa, cho nên cơm hóa lửa. Lửa đó là lửa tham. Trong Kinh Vu Lan nói cái ý nghĩa đó, cái ý nghĩa là khi con người mà tham rồi là một ngọn lửa nó thiêu đốt mình. Cho dù có ăn được chén cơm đó, nhưng mà chén cơm đó ăn mà bằng cái tâm ích kỷ nhỏ nhoi thì nó hiếm hoi lắm, nó không có đủ no. Quý vị để ý, trong cái cảnh nghèo đói mà mình có một miếng bánh mà chia nhau thôi, mặc dù đói hết, không ai no hết á, nhưng mà rất là vui, tại vì thấy được cái tình với nhau lúc đó mà không có gì trở ngại. Đến khi no đủ rồi mà giành giật với nhau lại có chiến tranh, tại vì lúc đó cái tâm tham đó, nó làm một cái ngọn lửa. Ở đây có ai coi phim Tây Du Ký chưa? Quý vị có nhớ cái đoạn mà ông trưởng lão hòa thượng vì mê cái y của Ngài Huyền Trang mà biểu đệ tử đốt nhà thiêu sống thầy trò Huyền Trang đó để mà chiếm cái y đó, nhớ cái đoạn đó không? Thì cái đoạn đó ý nói muốn nói cái gì? Cái y đó lẽ ra là cái y nhu hòa nhẫn nhục, mà mình không thấy được cái y đó, mà mình chỉ thấy được cái giá trị vật chất của cái y là bằng gấm, bằng lụa, bằng vàng gì đó, cho nên mình muốn chiếm hữu. Cho nên cuối cùng ông hòa thượng đó đó, ông tham cho nên ông phải kết giao với lại yêu quái. Mà yêu quái là tượng trưng cho cái gì? Cái xấu. Một khi tâm tham mà khởi lên là mình kết bạn với cái xấu. Cuối cùng ông hòa thượng chết bằng cái gì? Chết bằng một cái ngọn lửa nó, cái cây đó nó ngã xuống, nó đốt ông chết. Thì cái ý nghĩa trong cái đoạn phim Tây Du Ký đó là để nói lên rằng người tu đến bậc trưởng lão chưa giải quyết được cái tham thì cũng còn khổ đau mà nó đốt mình như thường. Cho nên cái người thân của mình khi họ xả bỏ được cái tâm chấp trước phiền não thì tự họ siêu. Cho nên chữ siêu là vậy. Không phải mình tụng mà người ta siêu, mà chính lời khai thị của mình làm cho người ta nhẹ nhàng mà người ta siêu. Cho nên đó, nếu mà ai mà bị ma nhập á, không có thầy bùa thầy pháp nào nhốt họ được đâu. Bởi vì chẳng qua là cái nội công của mình hơn họ, mình nhốt họ. Nhưng mà ở trong cái bình đó nó hận thù, nó tiếp tục nó gây. Đem vô trong chùa, trong chùa không có giải gì hết đó. Khuyên thôi. Thôi bây giờ á, quý vị đã mất rồi, quý vị đừng có theo cái người này nữa. Cái xác của người ta mình mượn đâu có dùng được cái gì đâu. Họ chấp nhận, họ buông xả, tự họ siêu. Người đó khỏe, họ không theo. Giống như hai bên mà hận thù với nhau, trừ khi nào tâm họ xả bỏ cho nhau thì họ mới không kiếm chuyện với nhau nữa. Không thôi là họ bằng mặt mà không bằng lòng, rồi mai mửa họ kiếm nhau nữa. Cho nên không sao đâu, tụng kinh đi, mượn kinh Địa Tạng về tụng. Pháp Hòa kể cho quý vị nghe, cái này là chuyện có thật. Ở bên Canada, Pháp Hòa có một cái gia đình đó, thì cái cô này mẹ của mất, cô tụng Địa Tạng. Tụng xong 49 ngày kinh Địa Tạng thì một đêm nọ cô nằm chiêm bao, cô nghe tiếng của một người đàn bà. Cô ơi cô giúp giùm tôi với, tôi tên đó đó, đọc nguyên cái tên ra. Cô giật mình, cô mới nói ủa, mình đâu có quen ai tên này mà bây giờ người ta nhờ mình. Thôi kệ đi, mình tụng thời kinh mình hồi hướng cho người đó, đâu có mất mát gì, hồi hướng cho họ. Bẵng thời gian sau thì cô nằm chiêm bao, cô lại nghe người khác kêu cứu bằng cái tên khác mà liên tục 5-7 người vậy đó. Cô cũng cứ làm, cứ cầu nguyện cho họ qua cái kinh Địa Tạng. Khi mà cô trở về Việt Nam, cô vô thăm nghĩa trang của mẹ cô đó, thì cô nhìn xung quanh cô té ngửa. Thì ra những người mà cô đọc tên mấy tháng nay ở bên Canada này đó, toàn là mấy cái mộ xung quanh đó, ở bên Canada. Vì vậy những người đó, đó họ thấy được cái bà cụ này được người con độ, cho nên họ mới nhờ mình. Cho nên quý vị biết, khi mình tụng kinh á,
mình có cái câu cuối cùng quý vị nhớ không? Âm siêu dương thới đó. Cho nên tụng kinh đó, nó có một cái lực hay vô cùng, mà tại mình chưa nhận ra cho nên không thấy. Mà quý vị để ý coi, có một tôn giáo nào mà không có lễ nghi tụng niệm không? Không có. Tôn giáo nào không có. Ngoài giáo lý còn có cái phần tụng niệm. Cho nên mình phải vì người thân mình. Bây giờ quý vị thăm bệnh đó, quý vị nấu ăn cho người bệnh, thay vì trong khi quý vị nấu, quý vị nói chuyện này chuyện kia đó, quý vị đem cái tâm niệm an lành vô chú nguyện rồi đó. Cho quý vị hãy đem lên chùa, thầy thầy con mới mua cái sâu chuỗi, nhờ thầy chú nguyện giùm con đó, con mới mua cái đồ treo tượng trong xe, thầy chú nguyện giùm con. Thì quý thầy chú gì trong đó, chú thím gì trong đó. Cái chú của quý thầy là gì? Ngày hôm qua đó Pháp Hòa gặp một cái em đang bệnh, em cái tâm thần em nó không có được an. Thì khi mà em gặp Pháp Hòa thì em mới quỳ xuống, cái em Pháp Hòa mới bắt cái tay của em. Thì trong khi bắt cái tay như vậy thì Pháp Hòa đem hết cái năng lượng bình an của mình truyền cho em. Thì quý vị thấy là em ngồi đó, cái em cầm cái tay Pháp Hòa, cái em cũng bắt đầu nhắm mắt lại. Em nhắm mắt lại một hồi, cái tự nhiên nó lấy cái bàn tay thứ gì nó chồng lên cái tay Pháp Hòa. Pháp Hòa có làm gì đâu, nhưng mà trong khi đó mình đem cả cái tâm từ bi, cái niệm an lành của mình gửi cho nó. Nó cảm nhận được, nó cảm nhận được. Chứ Pháp Hòa có buồn ngãi gì đâu, nhưng mà cái buồn ngãi của mình mà an toàn nhất cho mình chính là cái tấm lòng từ bi, cái lòng từ bi của mình gửi cho nó. Đó, ngày hôm qua mới buổi chiều ngày hôm qua, thì khi mà em bắt tay và em Pháp Hòa với, trong cái tâm thiện của mình, mình thương nó bằng cả trái tim của mình, và mình muốn cầu nguyện cho em nó tiêu bệnh, thì nó cảm nhận được. Nó để cái tay một hồi, nó chồng cái tay thứ hai nó lên cái bàn tay Pháp Hòa. Đó, như vậy. Xin thầy hoan hỷ giải đáp cho con. Có một lúc con mua gạo mà có nhiều con mọt, và khi vo gạo thì làm cho mọt chết nhiều. Như vậy con có tội sát sanh không? Cái này phải hỏi mọt chứ sao hỏi. Thì kinh thưa đại chúng như thế này nè. Thật ra trong cuộc sống của mình á, mình muốn hoàn toàn không sát sanh khó lắm. Ngay cả mình đi đường, quý vị lái xe từ vừa di nhà, từ những cái tiểu bang khác tới đây buổi chiều nay, là trên đường đi chắc cũng mớ rồi đó. Những cái con mình kêu con gì? Con thiêu thân hay con bùa hóng gì đó, nó nhào vô những cánh lửa đó. Trong cuộc sống của mình mà nói là mình hoàn toàn không sát sinh thì không thể được. Nhưng mà có điều là có những cái mình làm mà mình không có hoàn toàn không khởi cái tâm ác. Bây giờ nếu như mình biết cái bao gạo đó có mọt á, lỡ vo một lần mình có cách nữa là bưng cái bao gạo đó đem để ngoài sân. Để Pháp Hòa thưa đại chúng là có một hôm đó, Pháp Hòa ghé cái nhà dưỡng lão thăm mấy bà cụ của người Á Đông mình, thì mấy cô trong bếp mới nói là tụi con phát hiện là gạo tụi con mua hơi nhiều rồi, nó nóng quá nó xanh mọt. Pháp Hòa mới nói thôi bây giờ đó đem ra ngoài bỏ thì tiếc, bị gì con mọt mà đối với mình thì đâu có cái gì đâu mà ăn không được. Đem ra để ngoài sân cắt miệng bao đi, rồi nó có cái không gian đó, rồi nó bò ra. Thì cứ từ từ để vậy cái là nó bò sạch hết trơn nó đi. Nhưng mà có những cái gì mình làm được thì mình làm, còn có những cái mình làm không được thì mình đành chịu. Cũng giống như Pháp Hòa nói, nếu mà một lúc nào đó người ta phát hiện là có một số gà vịt ở trong một cái farm đó, nó đang chứa những cái chất độc trong người nó, mà người con người ăn vô là con người chết, thì chính phủ phải ra lệnh là đem hết cái gà vịt của cái farm đó giết hết. Mình đâu có chủ trương là giết để mà mình vui sướng gì, nhưng mà vì cứu vãn một cái tình thế nào đó thì mình buộc lòng phải hy sinh, mình phải buộc lòng có lỗi với những cái con vật khác. Thì trong cuộc sống thì chúng ta hoàn toàn không có tự chủ được cái gì mà gọi là 100%. Thôi thì cứ nhớ là cái gì mà chúng ta làm không khởi bằng cái tâm niệm ác xấu của mình thì cái đó tạm được. Cũng giống như bây giờ quý vị ở cái quốc độ này nè, quý vị đâu có muốn đi làm ở cái chỗ đó đâu.
Nhưng mà vì cuộc sống thì mình đâu có tự chủ được, thì phải chấp nhận thôi. Nhưng mà mình biết là mình làm vì cuộc sống và mình cố gắng, mình đừng có dính vào đó. Bởi vì một người khổ rồi mà thêm mình nữa cái ca hai, không? Cho nên mình tự mình phải ý thức cái điều đó thôi. Là Phật tử ăn cơm rượu có được không? Ăn mà có xỉn không? Không xỉn thì không sao, ăn cho tiêu cơm. Có một Phật tử gửi thư hỏi vậy nè: thầy ơi, bây giờ giới thứ năm không cho uống rượu mà con uống bia được không? Không cho đánh bài mà lâu lâu con đánh được không? Lâu lâu đánh mà đánh từ sáng tới chiều, đánh cho sạch túi là cái đó mệt lắm á. Thật sự ra cái giới thứ năm là chỉ muốn nhắc nhở chúng ta là đừng để chúng ta đi tới cái nghiền, cái nghiện ngập. Như nói nếu vậy con chơi mà con không nghiền, không có phải đâu, mình chưa phải là thánh. Không? Cứ một điếu, một điếu, một điếu, lâu ngày nó liều một đám. Liều một đám là làm một điếu đó. Cứ mình cứ làm một điếu riết thì nó liều một đám đó. Cho nên không có tập cho nghiền. Đừng có, Đức Phật dạy đó, đạo lực chưa thâm là không được thử. Chứ cái gì mình biết nó là xấu đừng dính vô. Tại vì dính vô là được mà mở ra thì khó. Phải không? Cho mình nhớ vậy đó. Một giọt nước mà tích hoài thì nó cũng sẽ đầy lên. Chơi một ván bài rồi sẽ có ngày mình dính nó nhiều hơn nữa. Cho nên cẩn thận vậy thôi. Và quý vị nhớ, mình tu mình giữ được giới nào là lợi cho mình, lợi cho gia đình, xã hội, chứ không phải lợi cho Phật. Kính bạch thầy, con có một thắc mắc. Vì con có nghe một vị thầy nói rằng cúng giỗ cho một người nữ thì phải sụp lại 2 ngày, nghĩa là cúng trước 2 ngày, có phải như vậy không thưa thầy? Cái này là hoàn toàn no idea. Bây giờ cúng giỗ mà sụp 2 ngày, cúng cho một người nữ sụp 2 ngày thì thôi, bây giờ hôm nào mấy cô lên chùa đó, Pháp Hòa sẽ nói cô là người nữ, thôi nhớ ăn sau 2 ngày nghe không? Được không? Chịu không? Không có chuyện đó được. Pháp Hòa nói cái câu này rồi đại chúng thấy nè. Biểu thấy mà tắt đèn lấy gì thấy ta? Chữ Nho có câu như thế này: âm dương vô nhị lý, sanh tử hữu thù đồ. Cái lý của cõi âm và cõi dương nó không có hai. Nhưng mà về cái mặt đối xử với âm dương nó có khác. Mặc dù cái lý là không sai, cho nên cúng giỗ cũng giống như mình tưởng nhớ cái người đó thôi. Sinh nhật thì muốn ăn đúng ngày mà cúng giỗ sụt là sao? Chứ không có chuyện đó. Mà lời này lần đầu tiên Pháp Hòa nghe đó. Nhưng mà xin thưa với đại chúng là những cái, Pháp Hòa không có dám nói tới ai, nhưng mà những cái hình thức như vậy đó chúng ta gọi là tà kiến. Cúng giỗ nó không nằm trong giáo lý của đạo Phật, nó là phong tục tập quán văn hóa của người Á Đông. Người Á Đông quan niệm không có quan trọng ngày sống mà phải quan trọng và nhớ nghĩ đến ngày mất. Cho nên hồi xưa người Á Đông không có sinh nhật. Bây giờ mình qua đây mình mới hấp thụ phương Tây là mình ăn sinh nhật, chứ ngày xưa không có ăn sinh nhật, chỉ có ăn giỗ thôi. Ăn giỗ thôi, không ăn sinh nhật. Nhưng mà tại sao mình cúng giỗ? Bởi vì luôn luôn chúng ta muốn nuôi dưỡng con cháu, không bao giờ quên ông bà tổ tiên nguồn cội. Cho nên chúng ta cúng không phải là ông bà nào về ăn, mình không biết, mình không thấy. Nhưng mà nó nói lên rằng cái cúng này nó sẽ nuôi dưỡng được thế hệ này tới thế hệ khác, nguồn cội không mất. Nuôi cái đó đó, dưỡng cái đó. Và đặc biệt là đạo Phật
đi đến quốc độ nào thì cũng không bao giờ chống bán lại với những cái truyền thống của đất nước đó, mà ngược lại biết hòa nhập và làm cho cái văn hóa, cái truyền thống nó giàu có hơn. Thí dụ như hồi xưa mình cúng dỗ, mình đâu có tụng kinh, thắp nhang khấn thôi. Hôm nay ngày mấy tháng mấy, chúng con là gia đình thứ mấy đó, nhớ dỗ của ba, ngày ba mất, chúng con có chút ít hương hoa lễ phẩm, cơm canh bánh trái, mời ba về hưởng dụng chứng tấm lòng hiếu thảo của cháu con, rồi rót trà xong nó lại bốn lại. Bây giờ đạo Phật hòa nhập vô cái đạo Phật thêm chút nữa, tụng thời kinh. Ảnh đâu có chịu tụng kinh, nhưng mà ảnh nghe nó cúng dỗ tụng kinh cho có phước, cái ảnh tụng cái phước ông bà mà phước luôn của ảnh. Chơi cái người mà họ mất á, mình mời thầy tới tụng kinh, tụng cho người đó siêu, nhưng mà đồng thời làm siêu luôn cả người thân còn sống. Chữ siêu là gì? Siêu cái phiền não, siêu cái chấp trước, siêu cái khổ đau. Mà một khi siêu phiền não, siêu chấp trước, siêu khổ đau thì người đó có an không? An, cho nên gọi là cầu an. Cho nên an với siêu là một chuyện, là một chứ không có hai. Và Hòa nói ví dụ bây giờ quý vị gửi giấy lên nhờ thầy tụng cầu an, mà thầy lỡ thầy tụng cầu siêu, ngồi ở dưới giận ông thầy á. Giận là bất an, mà bất an là trật cái nghĩa của xin cầu an. Xin cầu an mà thầy tụng trật mà mình vẫn an, mình mới thật là cầu an. Nghe siêu phiền não không có giận. Bà đó ông thầy ơi, nguyện hương linh trực vãng Tây Ninh. Bà nói thầy ơi, thầy có tụng lộn không? Thường thường con nghe nó đi Tây Phương mà. Ông thầy nói có 2000 mà được đi Tây Phương. Cho nên là quý thưa quý vị là không có cái chuyện đó. Mà nếu mà ai đó nói với mình như thế này nè, ở nhà không được tụng kinh Địa Tạng, tại vì kinh Địa Tạng là tụng cho người âm, mà tụng như vậy là mình chiêu âm về nhà dữ lắm, không dám tụng kinh là trật. Người nào nói cái đó cho mình đó, đó là tà kiến. Mà bây giờ làm sao mình phân định tà với chánh để mình biết đây? Không học Phật sao lấy gì biết? Chứ phải học Phật mình mới biết được. Hết giờ rồi quý vị ơi. Toàn là mì ăn liền không.